Hôm nay mình tiếp tục ra vườn này, mình chia sẻ tiếp tục tái tạo vườn hoa vạn thọ, những cái chậu hoa vạn thọ để tận dụng đợt 2 cho các bạn xem lần nữa. Review trước mình có chia sẻ là hôm nay mình tiếp tục chia sẻ 2F2, F3 thì hoa sẽ nhỏ nhưng mà màu sắc không thay đổi. Phương pháp làm để tận dụng nó nở ra F2, F3 nè. Thì ngoài cho giá thể thêm thì chúng ta sẽ cắt. Hôm nay thì mình tiếp tục cắt nha. Tại lần trước mình cắt nó chưa hết, hôm nay tiếp tục cắt. Cắt những hoa già bỏ cho nó nhảy nhánh khác. Rồi nhảy nhánh thì cứ vô giá thể nước đầy đủ thì nó nở hoa, mà hoa hơi nhỏ thôi. Hôm nay mình cắt hết vườn này lại. Còn video trước mình chia sẻ mình cắt chưa hết, hôm nay tiếp tục mình ra mình cắt cho hết. Cứ như thế này nha các bạn.